Xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Ở clip này thì em xin được giới thiệu đến toàn thể các bác về mẫu mic không dây hàng nội địa của Trung Quốc. Cực kỳ chất lượng, dòng này hát rất là hay nhá. Em sẽ quay một chút về cái hình thức. Đó. Thương hiệu Calit hay Calef gì đây? Đó. Model HK100TL. Đẹp như mới nhá. Ở đây nó còn cái mặt ni lông, nó còn một lớp ni lông nữa. Anh em không thích, muốn mới cứng thì bóc hẳn ra cho nó mới. Hôm nay em sẽ xả cho các bác với cái mức giá cực kỳ rẻ và cực kỳ gọi là ok luôn. Đây, các bác mua cái gì thì cũng phải để ý đến cái chất lượng linh kiện. Đây nhá, đây là cái đầu thu của nó. Và đây là cái tay mic em có tháo sẵn ra để quay cho mọi người xem. Đấy, nhìn chất không? Nó sử dụng dòng côn của Beyer, dòng côn cao cấp nhá. Tiếng rất là dày dặn và sáng thoát. Anh em đi làm show chậu các thứ hay là hát karaoke gia đình thì không phải suy nghĩ. Nó rất là nhiều hộp sóng. Đấy. Như đây các bác để ý này. 1, 2, 3, ở đây, đây một hộp nhá. 4. Đấy. 8 hộp sóng. Con nhiều con thì nó sẽ để nguyên đây cái nắp đậy này, có con thì nó mở ra cũng như cái dòng bay như thế, có con thì nó lại mở ra, có con nó đậy nắp vào. Nhưng các bác nhìn linh kiện của nó chất không, hàng xịn nha, mên vỉ các thứ, là chân toàn mạ vàng này. Con này tiếng hay lắm, chỉ alo thử cho mọi người nghe. Đời 2016 nhá. Đấy, anh em cứ chơi hàng xịn nội địa của Trung Quốc thì nó còn ngon gấp mấy lần mấy cái hàng đặt ở bên mấy ông Việt Nam đặt xong là về nổ toàn Mỹ với lại Canada thôi. Chết khiếp. Đây tay của nó đây. Nhưng mà cái tay này của nó thì có cái thì còn nãy pin, có cái thì bị gãy nha mọi người nhá. Thì nếu như các bác sử dụng cái dòng pin pin sạc đấy thì nó rất là chặt và khít. Còn đối với những bác không sử dụng pin sạc mà dùng cái loại pin như thế này, khi chúng ta lắp vào ấy thì nó cũng khít nhưng mà nó không được chặt so với lại cái dòng pin sạc. Này anh em nhìn này. Đó. Đó. Mic tự ngắt nha mọi người nhá. Đây. Tay của nó khi mà lắp vỏ hoàn chỉnh vào thì nó như thế này. Khi các bác mua thì em sẽ tặng cho chống năn, về để cho nó đẹp, đỡ năn. Ok, thử tiếng mic nào. Dòng mic này có tự ngắt nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, tiếng rất là hay nhá. Như đây thì mình Vũ đang ghép cặp loa Bass 25 CAS VK10 cộng. Đấy, mọi người nghe tiếng không? Tiếng nó có độ dày và sáng rất là hay. Đây, giới thiệu luôn với toàn thể các bác về cái mẫu vang số X8. Vang số X8 này thì tiếng rất là hay nhá. Và cái giá cũng rất là ok. Hiện tại bên Minh Vũ đang bán là 2.700.000 một con. Các bác nhá, 2.700.000 con. Hàng xịn, đời đầu. Thấy chưa, bán 2 năm thì đưa vào cầm bán 2 năm thôi mà đã tiếng đời hay như vậy. Hay lắm mọi người, cái con vang này cũng thế, cái con vang này tiếng hay lắm. Ok, ấy đâu nhỉ? À đây, số điện thoại đây. Đấy các bác, quên thông báo giá luôn mic không dây nội địa của Trung Quốc, Calif. Giá là 1.800.000 các bác nhá. Anh em chuyển khoản bao ship, tặng kèm đầy đủ phụ kiện, chống năn, dây rắc về, chỉ việc cắm là bật mic này là hát thôi. Đấy, anh em về chỉ có mua pin thôi, nắp vào là chơi thôi. Đây, số điện thoại của em đây. Chưa bao giờ có cái dòng mic nào nó ngon và chất lượng như cái dòng mic này. Và giá cũng rất là ok, rẻ. Em với mày xin kết thúc tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại nha.